Dọc hai bên lề của tuyến đường cao tốc mới, hàng ngàn người đã tề tựu và tìm cho mình vị trí thích hợp nhất để theo dõi cuộc diễu hành đầy thú vị với nhân vật chính là những chú voi khổng lồ được hóa trang đẹp mắt cùng với các ban nhạc truyền thống. Các đoàn cổ động thường xuất hiện tại các trận đấu khúc côn cầu cũng đã tham gia để tạo không khí náo nhiệt cho sự kiện. Ban đầu, ban tổ chức sự kiện dự định sẽ tổ chức một cuộc đua voi, tuy nhiên kế hoạch này sau đó đã bị thay đổi bởi những con voi khó có thể hoàn thành nhiệm vụ trên bề mặt đường được trải thảm. Tuyến đường cao tốc này mang ý nghĩa lịch sử quan trọng. Nó được xây dựng vào thời điểm của chiến tranh 30 năm đầy ác liệt đã kết thúc. Sự bình an và hạnh phúc mà chúng ta đang được tận hưởng đã được chứng minh bởi đám đông có mặt ở đây hôm nay. Bạn sẽ nhìn thấy sự xuất hiện của cả những người khách du lịch, họ đang đến với đất nước chúng tôi. Tuyến đường cao tốc này sẽ nối liền sân bay quốc tế lớn nhất Sri Lanka với trung tâm thủ đô. Sau khi đi vào sử dụng, nó cho phép rút ngắn thời gian đi lại qua hai địa điểm này từ 2 giờ trước đây xuống chỉ còn 20 phút với tốc độ 100 km mỗi giờ. Được biết, tuyến đường này đã được khởi công xây dựng từ năm 2009 với tổng chi là 292 triệu đô la Mỹ.